Chào mọi người nhé, hôm nay thì em có mấy cây laptop để bán cho mọi người Bây giờ thì em sẽ cho mọi người xem ngoại hình cũng như cấu hình của từng máy một nhé Thứ nhất là cái con uh, HP ProBook Con này uh, mã model của nó là 450G2 nhé uh, Có hai con nên em đánh số 1 vào số 2 Đấy, Con uh, số 1 này em bán cho mọi người với giá là 1 triệu 9 uh, 1 triệu 9 thì là giá máy thôi nhé, chưa có sạc Nếu mọi người lấy thêm sạc thì thêm uh, 150.000 nữa nhé con này uh, nó chạy chip Core i5, RAM 4GB và ổ HDD của nó là 500GB, màn rộng 15.6 inch nhá. Giá là 1.9 thôi. Đấy, con này thì uh, tất cả các cái góc cạnh khác thì nó chỉ hơi sức nhẹ thôi. Duy nhất thì góc này thì nó bị vỡ nhá. vỡ cái vỏ này. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến bản đề của màn hình đâu. Đấy, khi mình mở ra này thì nó vẫn ok nhé nó không có ảnh hưởng gì cả Đấy, mình này mình ở đây nhé em gấp này cho mọi người xem này Đó, nó không ảnh hưởng gì cả đây mọi người nhìn có thể nhìn được cả cái dây cát màn ở đây Nó không ảnh hưởng gì đâu Nói chung là con này mọi người không quan trọng về ngoại hình thì mọi người mua với giá thì nó rất là rẻ rồi Một con máy chip Core i Giá nó chỉ có một triệu chín thôi Để Con này um, nếu mà ngoại hình nó đẹp Phiên bản RAM uh, 8 RAM 12GB thì nhà em vẫn bán ở trên 3 triệu nhé Con này gần như là em bán thanh lý nổ cho mọi người rồi Đây nó có chạy con uh, chip Core i5 này 5200U 2.2 GHz RAM 4 GB và chạy Win 10 64 bit nhé. Đấy, và cái ổ lưu trữ của nó đây, đây em sẽ cho mọi người xem cái ổ lưu trữ của nó. Đấy, ổ lưu trữ của nó là 500 GB được chia ra làm hai ổ, một ổ lưu trữ dữ liệu và một ổ Windows nhé. Đấy, nói chung là chạy khá là ok, nói chung mọi người để dùng các cái ứng dụng cơ bản như Word rồi Excel, PowerPoint rồi Photoshop, AutoCAD các thứ thì nó vẫn ok nhé. Đấy, những cái ứng dụng cơ bản như vậy thì đều ok hết chạy cũng chạy khá là mượt mà, wifi rồi tất cả các chức năng đều ok hết. Đấy, cam kết với mọi người con này thì uh, bên mạch rồi tất cả mọi thứ nó đều zin nhá, nó chỉ có mỗi cái vỏ này thôi. Màn hình nhé, có thứ gì đẹp cũng không có bị ám mố gì cả. Đấy, mấy lại uh, hiển thị rất là đẹp nhá, không có bị uh, nổi bất cứ một chức năng gì cả. Đấy, có cả camera, micro, mọi người học tập làm việc online cực kỳ tiện. Đấy, và như có thứ thì trong to rõ ràng, Đấy, dây chuột có thứ ngon nhá. Đấy, mặt trên này của nó đây, nó là kim loại nhé Đấy, và có cả cảm biến vân tay con này có cả cảm biến vân tay Đấy, bàn phím như full size Đấy, có cả bàn, phím số Đấy, mọi người làm kế toán hay văn phòng có thứ thì ấn số nó rất là tiện nhé Đấy, bàn phím số này thì rất là tiện cho những anh chị nào làm kế toán không có bị mờ biết biết thứ phím gì cả Đấy, không không liệt bất cứ một phím nào cả Đấy, tất cả mọi chức năng đều ok Đấy, mọi người nhìn mặt sau của nó đây khá là mới đúng không? Mặt sau này nhìn khá mới luôn. Đây, model các thứ của nó đây. đây là con này HP ProBook này, 450 g 2 nhá. Đấy, con này là con số 1, nó vỡ góc này. Ê, thì em bán cho người giá là 1,9 triệu chưa sạc. Đấy mọi người lấy thêm sạc thì uh, thêm 150 000 nữa nhé Đấy, còn một người uh, có sạc rồi thì chỉ có giá là 1,9 triệu thôi. Đây, con này là cũng là con uh, Probook, HP ProBook 450 g 2. Đấy, con này con số 2 thì em bán cho người là 2 triệu nhé con này nó cũng bị vỡ góc, Đấy, nó vỡ nhỏ hơn so với con kia, con con bên kia vỡ góc phải, con này vỡ góc trái, con này vỡ góc nhỏ hơn, là bán cao hơn 100 trăm nghìn nhá. con này nó cũng chạy chip i5, ram 4 ghi HDD là 500 trăm ghi, cấu hình thì như nhau thôi, nó chỉ khác nhau về ngoại hình thôi. Đấy, ngoại hình con này thì cũng chỉ có vỡ góc kia thôi, còn đâu thì các cái chỗ khác thì nó cũng chỉ chảy xước nhẹ thôi. Đấy, bên đằng sau này cũng có bị xước một chút rồi. thông tin model máy đây. Đó. Này, mọi người nhìn qua khe tản nhiệt thì men mạch nó rất là sáng không có bị bụi bẩn han rỉ đâu nhá. đây em sẽ giới thiệu cho mọi người cả những cái cổng kết nối của nó nữa. hai con thì nó đều như nhau nó chỉ có khác nhau về ngoại hình thôi về cái chỗ vỡ thôi. Đấy, đây là cổng sạc này, khe tản nhiệt này, chân cắm VGA này, mạng lan này, HDMI này, hai cổng USB nhé. và trước này thì nó có khe cắm thẻ nhớ SD này. bên hông thì nó có chân cắm tai nghe này, USB. Ở con này thì nó bị một chân USB thì bị gãy chân này thì ok nói chung là có nhiều chân cắm gãy một chân thì cũng không không có bị ảnh hưởng gì đấy, có ổ đĩa CD đấy nhá con này thì uh, em bán cho một người với giá là 2 triệu nó vỡ ít hơn đây, em cho mọi người xem về cấu hình của nó đây như con kia thôi đây, nó cũng là con chip coi Core i5 này 5200U 2.2GHz ra 4GB và chạy Windows 10 là 64bit và ổ nhiều chữ của nó là HDD 500GB g nhé và cũng được chia ra làm hai ổ rồi một ổ Windows và một ổ lưu trữ nhé Đấy, tất cả chức năng đều ok hết Đấy, bàn phím thiết các thứ thì vẫn còn rất là sáng này. cảm biến vân tay các thứ ok nhé Đấy, mặt trên này cũng là mặt nhô Đấy, tất cả chức năng ok hết Đấy, chỉ có ngoại hình nó vỡ như vậy thôi nên là bán với giá là 2 triệu nhé còn con này là con HP ProBook 450 G3 nhé Đấy, con này thì nó đời mới hơn đây, con này nó chạy con chip Core i5 ra 12GB và nó chạy hai uh, ổ nhá. Ổ SSD là 128 GB và ổ HDD là 500 GB. Ổ SSD này nó là chạy uh, cho giao diện Windows nên là khi mình khởi động máy hay là những tác vụ nó rất là nhanh. Còn ổ 500 GB này thì là ổ lưu trữ, mọi người thoải mái lưu trữ nhá. Con này nó màn cũng là rộng 15.6 inch. Đây, mọi người nhìn này. Nếu mà so với hai con G2 thì nó đẹp hơn rất là nhiều nên mọi người nhìn nhá. Đấy, nhìn nó rất rất là sáng bóng luôn đó G3 này Đấy. hai con kia thì ngoại hình nó xấu thôi nên là em bán thanh lý cho mọi người. Đây bàn phím của nó đây mọi người nhìn thấy không Đấy, nó vẫn còn rất là ok nhé không có bị mờ bạc phím nào cả. Đấy, có cả cảm biến vân tay đây Đấy, chip Core i5 mặt trên này cũng là mặt nhôm nhá mặt nhôm này vẫn còn rất là sáng đây cấu hình của nó đây con này nó chạy con chip Core i5 6200U. Đấy, con kia thì nó chip Core i5 đầu 5, còn con này chip Core i5 đầu 6 rồi, 6200U. 2.3 GHz và RAM của nó là 12 GB, chạy Windows 10 64 bit. Và đây là ổ lưu trữ của nó đây. Ổ lưu trữ của nó là ổ SSD là 100 này, ổ SSD nó là 128 GB, và ổ lưu trữ của nó là 500 GB là ổ HDD, ổ HDD. Đấy, nó chạy ở SSD là Windows nên là nó chạy rất là mượt mà nó so với hai con G2 kia thì nó mượt hơn khá là nhiều Đấy, nói chung con này thì nó mượt mà hơn rồi Đấy, cam kia các thứ ok nhé Đấy, có cả cam trước micro học tập làm việc con này rất là tiện Đó, mặt sau của nó đây Đấy, còn rất là sáng nhé Đấy, mọi người nhìn khe tản nhiệt còn không có bị bụi biếc các thứ gì cả Đấy, đây là các cái cổng kết nối của nó nhé Đấy, nó có cổng uh, chân sạc đây khe tản nhiệt này h VGA, HDMI, rồi usb để cắm thành nhớ sd Ở bên hông này có ổ đĩa cd này chân cắm tai nghe usb và mạng lan nhé nói chung tất cả các cái lối đều ok hết con này bán cho người là ba triệu sáu Đấy, giá ba triệu sáu là đã bao gồm cả sạc rồi nếu mà mọi người không lấy sạc thì uh, sẽ giảm đi 200 nghìn thì còn là 3 triệu tư nhá con này là 3 triệu 6 chỉ có hai con G2 này thì giá là chưa có sạc thôi còn con này thì giá đã bao gồm sạc rồi mọi người không lấy sạc thì trừ 200 nghìn nữa thì còn 3 triệu tư thôi nhá Đấy. có ý cùng là cái con uh, Samsung Đây, laptop của Samsung nhá đến từ Samsung con này model của nó là 370e con này nó chạy con chip coi 5 ra 12 g SSD của nó là 256 g màn rộng 15.6 inch và giá của nó là 3 triệu 8, 8 nhá. ngoại hình thì nó chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian thôi không bị cấn móp gì đâu đây là các cổng kết nối của nó này nó có chân sạc này mạng lan này khe tản nhiệt này cái cổng này là VGA HDMI USB chân cắm tai nghe Đấy, mặt trước thì nó cũng có khe cắm thể nhớ SD nhá. bên hông thì nó cũng có ổ đĩa CD hai cổng USB nhá. đằng sau thì không có cổng kết nối đâu cả sau nó chỉ là viên pin thôi con này thì nó màn cũng là rộng 15.6 inch nên bàn phím của nó là bàn phím full size có cả bàn phím số Đấy, rất là tiện cho những anh chị làm kế toán văn phòng Đấy, bàn phím dây chuột các thứ này mọi người nhìn này Đó, rất là mới nhá sáng choang con này nó chạy con chip uh, quay ba 5 6300 HQ Đấy, dòng uh, HQ này nó sẽ chuyên về độ họa hơn game tiếp các thứ thì nó sẽ mượt hơn nhé xung nhịp của nó là 2.3 cái hẹn uh, con này nó là ra 12 g Windows 10 64 bit nhé Và ổ lưu trữ của nó là ổ SSD 256 g nhé SSD 256 g Tất cả các chức năng đều ok hết Đấy, Có cả camera này Micro thứ học tập làm việc con này rất là tiện à, Màn con này thì Nó có cái góc cũng rất là rộng nhé Con này thì em bán cho người với giá là 3 triệu 8, 8, 8 Máy ngoại hình thì còn rất là đẹp Mọi người nhìn thấy không rất là mới nhá bàn phím trước này sáng choang luôn dòng chip coi năm hq nữa Ê, mặt sau của nó đây à, mới sáng choang luôn đây màu đen của nó đấy nhé con này nó ở thị trường hàn nên nó có những chữ hàn ở đây đấy, đen của nó 370 e máy thì rất là mới luôn chỉ hơi đấy, phần trên này nó kiểu dạng bóng ấy nó hơi sức răng một chút thôi Nhưng mà xét về tổng thể thì nó rất là mới nhé và viên pin của con này nó cũng rất là ngon nói chung là pin kể cả mấy con HP này thì nó cũng sẽ dao động tầm 2 đến 4 tiếng Đây như con này thì nó đang còn 41 phần trăm mà nó mình tức là mình chưa dùng tác vụ gì thì nó dự kiến là còn 2 giờ 43 phút đấy, 41 phần trăm đây nhá đấy, thì nếu mà 100 phần trăm thì nó sẽ rơi nó dự kiến là khoảng năm giờ nhưng mà đấy là mình chưa dùng gì nó tùy theo cái tác vụ mình dùng thôi ví dụ như mình dùng uh, chơi game nó sẽ khác với mình uh, nốt web xem phim thì uh, cái tác vụ pin của nó thì nó sẽ dao động từ 2 đến 4 tiếng Đấy, kể cả Samsung hay là HP cũng vậy nhé đây em thử con uh, HP G3 này cho mọi người xem về cái thời gian pin của nó nói cho pin của nó thì vẫn còn ngon đây như con này pin của nó đây uh, pin của nó là đang uh, 91 phần này Đấy, mà cái đây, 91 phần trăm mà cái thời gian dự kiến của nó là 5 giờ 9 phút Đấy. 5 giờ 9 phút này, Đấy, mà 91% nhé. thì tức là mình chưa dùng gì, nếu mà mình dùng thì cái thời gian pin của nó sẽ giảm xuống, chứ không thể là cái thời gian mình chưa dùng gì thì nó sẽ lâu hơn. Nói chung là nó sẽ dao động từ 2 đến 4 tiếng. Mình nói chung là pin như vậy là thoải mái mình sử dụng Đấy, rồi. Tất cả những dòng laptop uh, Windows thì cái thời lượng pin nó chỉ như vậy thôi. Còn uh, khỏe hơn thì là những dòng MacBook. Yeah. MacBook như này của Apple này thì pin nó sẽ khỏe hơn. MacBook thì nó lại ở một cái phân khúc khác rồi, cái hệ điều hành nó khác. mọi người ví dụ như dùng những cái uh, ứng dụng đồ họa Render Clip hay Photoshop có thứ nhiều, đặc biệt là Render Clip có thứ nhiều thì mới dùng MacBook thôi. Còn nếu mà dùng các cái ứng dụng cơ bản thông dụng thì vẫn là dòng Windows thì ở trên đây là những máy em bán mọi người mọi người lấy máy gì thì cứ nhắn qua zalo số 0344 999 cho em nhé ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người